trong cái quá trình chuẩn bị thì mình đã nhận được cái sự hỗ trợ rất tốt từ phía Thaiways, và bất cứ một cái vấp pháp nào ngay kể từ khi khởi đầu cho đến khi mà con nhận được cái kết quả thì là mình có thêm một cái người bạn đồng hành nữa, chính là Thaiways, và ở đây là có bạn Ngân. Em cảm thấy là quá trình, tại vì em tham gia đi học Phần Lan theo kỳ thi đầu vào nên là không phải chuẩn bị hồ sơ như kiểu là SAT hay là bài luận, nên em cảm thấy nó không bị quá là tốn nhiều thời gian, mà em chỉ cần tập trung khoảng 3 tháng cuối trước kỳ thi là học hành chăm chỉ một chút là em có thể vượt qua kỳ thi đầu vào, em thấy không bị quá là áp lực. Và cũng nhờ là thông qua kiểu trung tâm cho WISE thì tất cả giấy tờ thủ tục liên hệ với bên nhà trường hay là kỳ thi thì em không phải lo nhiều lắm, tại vì bên trung tâm đã giúp đỡ bọn em hết rồi ạ. Nói ra thì cha quay giúp đỡ em khá là nhiều, tại vì ngoài cái việc tự học cho bản thân em thì cha quay chuẩn bị cho em khá đầy đủ mọi thứ về hồ sơ và cho em đầy đủ thông tin về các trường, các ngành học ở bên đấy. Công ty rất là thân thiện và rất là cung cấp đầy đủ mọi thông tin cho học sinh như em, và em cảm thấy rất thoải mái làm việc ở công ty.